quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Bộ Công an tổ chức các hoạt động về nguồn tại Tây Ninh. Chuyên mục Nhật ký hành quân, kỳ cuối ngày vui đại thắng. Hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với các ban đảng trên địa bàn. Trung đoàn 271 Sư đoàn 5 với phong trào thi đua đột kích. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết chương trình. Nhằm tri ân các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tại nghĩa trang thành phố. Vòng hoa của đoàn đại biểu thành phố và quân khu 7 viếng nghĩa trang thành phố mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Tại đây, các đại biểu đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Kế tục sự nghiệp vẻ vang của các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng vũ trang quân khu 7 nguyện nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đất nước ta nói chung ngày càng phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tuần qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 26 cho 201 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình được tổ chức tại hai cụm, huyện Củ Chi và quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Củ Chi, cụm 1 tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 92 mẹ thuộc quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Trong đó có một mẹ còn sống được phong tặng trong đợt này là mẹ Võ Thị Mượt, sinh năm 1930, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Đến dự có các đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 7. Tại Ủy ban Nhân dân quận 7, cụm 2 tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 109 mẹ, 6 mẹ còn sống và truy tặng 103 mẹ đã từ trần thuộc các quận huyện còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, đại diện gia đình các mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt này cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã luôn quan tâm chăm sóc cho các gia đình chính sách. Đây là niềm vinh dự và tự hào cho mỗi gia đình khi người thân được Đảng và Nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, thời gian tới họ sẽ luôn gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2016, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn và đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân do Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân dẫn đầu đã tổ chức về nguồn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với nhiều hoạt động như viếng nghĩa trang liệt sĩ đội K82, thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân nghèo, dự lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Hoạt động mở đầu cho chuyến về nguồn là đoàn đã đến tận từng nhà thăm, tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong số đó có ba mẹ Việt Nam anh hùng, đó là mẹ Phạm Thị Hơm ở ấp Thạnh Trung, xã Tây Thạnh, huyện Tân Biên, mẹ Nguyễn Thị Thùa, khu phố 4, thị trấn Tân Biên, mẹ Nguyễn Thị Xanh, ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng. Tham gia hoạt động, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân nghèo tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Hay tin có đoàn y bác sĩ quân y đến
Ngay từ sáng sớm, bà con trong xã Tân Phong đã tập trung đông đủ tại trạm xá của xã. Vượt đường xa từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh, thấy bà con đã có mặt đông đủ, chờ được khám bệnh. Các y bác sĩ không chút thời gian nghỉ ngơi, mỗi người một việc, khẩn trương kê bàn, chuyển thuốc, chuyển dụng cụ y tế, chuyển quà, phục vụ bà con. Mỗi người dân đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí và được nhận phần quà trị giá 700.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng cho bà con nơi đây là 240 triệu đồng. Hôm nay là tôi được nhờ mấy thầy cô ở đây là đi khám bệnh cho tôi, là cái cảm xúc tôi quá mừng, quá vui mừng được thuốc uống này cái nọ, là được phần quà nữa, là rất cảm ơn mấy chú mấy thầy ở đây. Để tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình cho sự trường tồn và phát triển của đất nước, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân và Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân tổ chức đến đặt vòng hoa dâng hương nghĩa trang liệt sĩ đội 82 tỉnh Tây Ninh. Trong không khí vui mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, người dân xã Tân Phong lại có thêm niềm vui, đó là trung tâm văn hóa thể thao và hoạt động cộng đồng của xã được khánh thành và đi vào hoạt động, nhằm từng bước nâng cao đời sống tinh thần, đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới hải đảo giai đoạn 2011-2015. Sau gần 4 tháng thi công, công trình trung tâm văn hóa thể thao và sinh hoạt cộng đồng với một trạm truyền thanh không dây phát sóng cho 8 ấp thuộc xã Tân Phong đã hoàn thành, gồm một hội trường rộng gần 700m² với 300 chỗ ngồi, một sân bóng chuyền và hai sân cầu lông cùng với các công trình phụ trợ khác và các trang thiết bị đi kèm với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Bộ Công an ủng hộ 4,6 tỷ đồng. Trong cái lần về nguồn này thì về địa phương rất vui mừng khi được Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị là Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ cho địa phương rất là nhiều. Trong đó là có hỗ trợ về cái xây dựng cái cơ sở vật chất về văn hóa. Cùng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa là các buổi biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, lời ca, tiếng hát, điệu múa của những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi của nhà hát quân đội phía Nam và đoàn văn công quân khu 7, như phần nào vơi đi những vất vả của người chiến sĩ sư đoàn 5 trên thao trường nắng gió, của người nông dân một nắng hai sương trên những cánh đồng mùa nắng hạn. Thông qua các cái hoạt động này thì giữa quân đội và công an gắn bó với các quỹ chính quyền địa phương cũng là góp phần là xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở các địa phương và tham gia xây dựng nông thôn mới để đáp ứng cái yêu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên các cái địa bàn trọng điểm. Đồng thời qua các hoạt động này thì chúng tôi cũng đưa các sĩ quan trẻ, chiến sĩ trẻ của hai lực lượng đến là gần dân hơn, gắn bó với nhân dân và hiểu biết về lịch sử, văn hóa và truyền thống của cha ông để mà tiếp tục nối tiếp cái truyền thống đó của quân đội và công an, là trung với đảng, hiếu với dân, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị trong cái thời kỳ mới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Bộ Công an nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở cho thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha anh, rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2016, đoàn cán bộ quân khu 7 do thiếu tướng Trần Công Danh, phó tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh người có công Long Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay trung tâm điều dưỡng thương binh người có công Long Đức đang quản lý, thăm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho 64 thương bệnh binh và lập kế hoạch điều dưỡng người có công cho các tỉnh Nam Bộ. Công tác điều trị tại chỗ an toàn, các nề nếp chuyên môn và quy chế bệnh viện được thực hiện tốt. Việc chăm sóc thương bệnh binh có thương tật nặng chu đáo. Thiếu tướng Văn Công Danh thăm hỏi, tặng quà động viên các thương bệnh binh, mong các đồng chí an tâm điều trị, tĩnh dưỡng, tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đại thắng mùa xuân năm 1975 không những ghi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son rực sáng nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc suốt 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975 của quân và dân ta,
mà còn là nét nổi bật đặc sắc nhất về nghệ thuật chỉ đạo tác chiến tiến công, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, với tinh thần một ngày bằng 20 năm do Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo. Trong chương trình truyền hình quân khu 7 kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các đồng chí phần cuối của chuyên mục Nhật ký hành quân với tên gọi Ngày vui đại thắng. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, trên khắp các hướng quanh Sài Gòn, nhân dân và đại quân ta đã cùng quà khí thế thần tốc hơn bao giờ hết. Chiều 28 tháng 4 lịch sử này, trận đánh mau lẹ, bất ngờ, song có sức rung chuyển lớn đối với địch và rung động lớn đối với toàn quân và toàn dân ta. Đó là trận đánh của phi đội quyết thắng thuộc quân chủng không quân Việt Nam anh hùng do Nguyễn Văn Lục chỉ huy, Nguyễn Thành Trung dẫn đường, bay trên chính những chiếc máy bay A-37 thu được của địch. Từ sân bay Thành Sơn vừa giải phóng, tiến vào Sài Gòn, dội bom chuẩn xác xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trong chớp nhoáng, phá hủy luôn 24 máy bay và diệt 200 binh lính ngụy. Đây là tiếng nổ đã góp phần làm cho Trần Văn Hương rõ hơn về sự sụp đổ tất yếu của chế độ ngụy, rồi cuống cuồng trao ghế tổng thống cho Dương Văn Minh. 10 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1975, ta hoàn toàn làm chủ đảo. Tiếp đó, bộ đội hải quân ta lên tàu 673 tiến về đảo Trường Sa, là đảo xa nhất ở phía nam quần đảo Hoàng Sa. Đến 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, Trường Sa hoàn toàn được giải phóng. Nhận thấy thời cơ đã đến, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định cả 5 cánh quân đồng loạt tấn công vào ngày mai, 29 tháng 4 năm 1975. Đồng thời chỉ thị cho các quân khu 8 và 9 phối hợp tiến công và nổi dậy, giải phóng đồng bằng Nam Bộ. Quân đoàn 4 cho sư đoàn 3, 41 cùng sư đoàn 6 của quân khu 7 tràn qua Hố Nai. Trong khi đó, mũi chọc sâu tiến công căn cứ Hốc Bà Thức để vượt qua Biên Hòa. Quân đoàn 1 thì cho lực lượng sư đoàn 3, 12 đập tan các chốt địch trên các đường 13, 14, đánh chiếm Phú Lợi, giải phóng Bình Dương, tiêu diệt sư đoàn 5 của ngụy, bắt sống 1.200 tên địch. Chủng tướng tư lệnh sư đoàn Lê Nguyên Dĩ phải tự sát. Khi này, mũi chọc sâu của sư đoàn đánh chiếm Tân Uyên, Lái Thiêu, mở đường tiến vào Gò Vấp. Quân đoàn 3 dũng mãnh nổ súng tiêu diệt căn cứ của sư đoàn 25 ngụy ở Đồng Dù, cùng quân địa phương Củ Chi bắt sống chủng tướng tư lệnh Lý Tòng Bá. Bộ đội sư đoàn 10 cùng các binh chủng chọc sâu tiến qua Cầu Bông, Hóc Môn, tiêu diệt địch ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, rồi tiến thẳng ra ngã ba Bà Quẹo, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng thống Mỹ Gerald Ford thì ra lệnh mở cuộc di tản bằng máy bay lên thẳng từ trưa 29 tháng 4 năm 1975 để đưa 5.000 người Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Còn đại sứ Mỹ Martin sáng sớm hôm sau cũng vội vàng bỏ chạy về Mỹ. Trong khi đó, về phía ta, toàn bộ lực lượng đã vào đúng vị trí, sẵn sàng cho trận tiến thẳng vào Sài Gòn. 5 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau mệnh lệnh tiến lên toàn thắng ắt về ta. Từ khắp các hướng của Sài Gòn, quân và dân ta ào ào xuất kích với khí thế hùng mạnh nhất. Tiếng xe tăng, tiếng động cơ của hàng ngàn xe cơ giới các loại chấn động khắp các ngã đường vào nội ô. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 1 đánh chiếm Lái Thiêu, bắt sống 2.000 tên địch, tiếp đến tiêu diệt lữ đoàn 3 kỵ binh ngụy ở cầu Bà Triệu, thu 140 xe tăng địch. Bộ đội của trung đoàn 28, sư đoàn 10 phát triển mạnh vào trụ sở chính, cắm cờ giải phóng lên nóc chính giữa bộ tổng tham mưu ngụy lúc 11 giờ. Đội hình thọc sâu của đoàn 232 diệt xong lữ đoàn dù ở Bà Quẹo, vào đánh chiếm biệt khu thủ đô. 10 giờ 20 phút, trung đoàn 1 của sư đoàn 9 tiến công dồn dập qua cổng trại Lê Văn Duyệt, bắt sống tướng ngụy Lâm Văn Phát là tư lệnh biệt khu thủ đô. Một cánh quân khác tiêu diệt và bức hàng sư đoàn 22 bộ binh và liên đoàn 6 biệt động quân ngụy, dẫn kịp vào đánh chiếm tổng nha cảnh sát cùng bộ tư lệnh hải quân và kho xăng Nhà Bè. Như vậy, đúng 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cánh quân Tây Nam đã chiếm giữ các mục tiêu được Bộ Chỉ huy Chiến dịch phân công trong nội ô Sài Gòn.
đội hình thọc sâu của quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Quân địch ở đây chống trả quyết liệt. Bộ đội ta cũng chiếm được Bộ Tư lệnh Quân Dù, chiếm khu trung tâm thông tin, Bộ Tư lệnh Không quân và Sở Chỉ huy Sư đoàn Dù của quân địch. Riêng đội hình thọc sâu của quân đoàn 2 đã hành tiến dũng mãnh. Ngay từ 9 giờ ngày 30 tháng 4 này, bộ đội chia làm hai mũi theo đại lộ Thống Nhất và đại lộ Hồng Thập Tự, tiến vào dinh Tổng thống Ngụy Quyền Sài Gòn. Đến 10 giờ 45 phút, chiếc xe tăng đi đầu đã hút đổ cổng sắt của dinh Tổng thống Ngụy. Các cán bộ chiến sĩ trong đội hình thọc sâu này tiến vào bắt Tổng thống Dương Văn Minh và toàn bộ nội các Ngụy Quyền Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ chiến thắng của quân và dân ta đã tung bay trên tiền sảnh dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thật kỳ diệu vô cùng, ngay sau đó không lâu, trên các loa đài từ Hà Nội, trái tim của cả nước, đến các nẻo đường của Tổ quốc ta, vang lên bài ca khải hoàn như có Bác trong ngày vui đại thắng. 30 năm dân chủ Cộng hòa, kháng chiến đã thành công. Tại Đồng Nai, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn quân khu năm 2015. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 chủ trì hội nghị. Hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn quân khu 7 được đánh giá là bước đi tiên phong của Cục Chính trị Quân khu 7 trong toàn quân về việc chủ động phối hợp hoạt động với các ban đảng trên địa bàn. Sự phối hợp đó được lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sâu sát của các ủy đảng, triển khai thực hiện một cách có hệ thống đồng bộ của các cơ quan tổ chức. Nổi bật, Cục Chính trị Quân khu phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả các mặt của công tác tư tưởng, các phong trào, các cuộc vận động. Hoạt động phối hợp duy trì thường xuyên tập huấn thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên các cơ quan đơn vị địa phương, góp phần định hướng tư tưởng cho lực lượng vũ trang và nhân dân, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Các cơ quan đã phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hoạt động phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn trong năm qua đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tiềm lực chính trị, thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tôi hết sức mừng khi mà thấy các đại biểu trong hội nghị hôm nay đã đề ra được các cái giải pháp hết sức là khả thi. Các đại biểu cho rằng cần phải có cái vai trò trung tâm hợp đồng của các cái cơ quan quân sự địa phương. Tôi cho rằng đây là cơ chế đã vận hành và tiếp tục phải vận hành điều này. Ở đây không phải chỉ là kết hợp đơn giản giữa Cục Chính trị Quân khu với các ban đảng của các tỉnh thành trên địa bàn, mà cái điều đó tự nó sẽ tạo ra và nó hướng tới cái sự kết hợp toàn diện giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tỉnh thành. Cái hệ thống ấy, nghĩa là cái toàn bộ cái hệ thống chính trị ấy và lực lượng vũ trang trên địa bàn quân khu. Và tất cả những điều đó, nó sẽ đem lại cái hiệu quả cuối cùng của chúng ta là giữ được cái sự ổn định chính trị, giữ được cái môi trường hòa bình để chúng ta phát triển kinh tế trên địa bàn quân khu của chúng ta. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 khẳng định, hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với các ban xây dựng đảng trên địa bàn quân khu có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang quân khu với các cơ quan tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, lực lượng vũ trang địa phương, tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quân khu 7. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thống nhất các kiến nghị đề xuất của đại diện lãnh đạo các ban đảng, thống nhất các nội dung biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phối hợp trong năm 2016. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2016-2017 tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Báo cáo tại hội nghị đánh giá trong năm học 2015-2016, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành giảng dạy cho 16 trường với số lượng 30.507 sinh viên. Hiện nay 100% giảng viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Sinh viên
thiết kế và sử dụng thành thạo giáo án điện tử, nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên tiếp cận nội dung học tập dễ hiểu nhớ lâu. Qua học tập tại trung tâm, sinh viên nhận thức tốt hơn về trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong năm học 2015-2016, có 39 tập thể và 219 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện, được Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh sinh viên tặng giấy khen. Qua một tháng học tập, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng mà qua cái trải nghiệm thực tế cùng với cái độ nhạy bén của tuổi trẻ, các em có những cái sự chuyển biến hết sức lớn. Từ cái lối sống, nếp sống, suy nghĩ cho đến những cái hành động trong thực tế, tinh thần đồng đội, ý thức gắn bó hơn và coi như có những tình cảm nhiều hơn đối với quê hương đất nước. Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên là nhiệm vụ và là trách nhiệm của những người làm công tác này. Điều ấy giúp sinh viên có kiến thức cơ bản làm hành trang ban đầu cho những năm đào tạo đại học tiếp theo, góp phần vào mục tiêu đào tạo con người toàn diện trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi cũng muốn đưa các nhà khoa học ở các trường đại học lớn của thành phố Hồ Chí Minh ra đảo để các anh, các thầy, các nhà khoa học trải nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ để cùng với nhân dân trên đảo xây dựng cái cuộc sống mà nó tốt hơn. Ngoài cái ý nghĩa tổ chức cái hội nghị liên kết thì tôi còn mong muốn làm được cái điều như thế, mà cái điều đó nó gửi gắm cho các thế hệ thầy cô giáo hiện nay, rồi các em học sinh, và có thể gửi gắm tới cái thế hệ tiếp theo đối với quê hương, đối với biển đảo của Tổ quốc chúng ta. Việc tổ chức hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường đại học tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mang ý nghĩa thiết thực, giúp các đại biểu có những cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đang ngày đêm canh giữ đất trời Tổ quốc, cùng cuộc sống mưu sinh bám biển, bám đảo của những ngư dân trên hòn đảo tiền tiêu này. Thiếu tướng Võ Quốc Chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã có buổi tiếp và làm việc với Tổ công tác đối ngoại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng El Samon, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm trưởng đoàn, về việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác năm 2016-2017 giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung liên quan đến việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác năm 2016-2017 giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Theo đó, hai đơn vị đã trao đổi những nội dung như hợp tác trao đổi tình hình, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp phòng chống các loại tội phạm, hợp tác hỗ trợ hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác về y tế, quân y, tìm kiếm, cứu nạn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hợp tác hỗ trợ tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần ở các đơn vị cơ sở nhằm tuyên truyền định hướng về kiến thức pháp luật cho cán bộ chiến sĩ. Để khắc phục tình trạng buổi sinh hoạt diễn ra một cách khô khan, một chiều, hiện nay các đơn vị cơ sở thuộc quân khu 7 đang triển khai phương pháp thực hiện sinh động, mang tính tương tác cao và đạt hiệu quả thiết thực. Lữ đoàn 25 là một trong những đơn vị tiên phong về vấn đề này. Ngày Pháp luật tháng 4 năm nay của Lữ đoàn 25 với chủ đề Ngày hội của cử tri tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được kết cấu thành 4 phần: văn nghệ, tuyên truyền của báo cáo viên, tiểu phẩm và thi ô chữ. Nội dung của từng phần được xây dựng kỹ lưỡng, lồng ghép chủ đề tuyên truyền một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu. Điều đặc biệt của buổi sinh hoạt là đơn vị đã mời được nhiều đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tham gia, cho nên buổi sinh hoạt không còn bó hẹp với riêng cán bộ chiến sĩ, mà trở thành một buổi giao lưu về kiến thức pháp luật. Qua cái buổi tổ chức này, thì để cho cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn vừa chơi nhưng mà vừa học, làm cho cái tinh thần của cán bộ chiến sĩ được thoải mái. Qua đó là sẽ tiếp thu những cái nội dung chính về việc tuyên truyền bầu cử nó nhanh hơn, hiểu nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Thì qua đó để đảm bảo cho cái việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Lữ đoàn vào ngày 22 tháng 5 thành công tốt đẹp. Được phối kết hợp với đơn vị để tổ chức cái chương trình này thì mong muốn là đem những cái kiến thức cơ bản nhất về cuộc bầu cử
sắp tới để tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các chiến sĩ, toàn thể các quý vị là tham gia trong cái chương trình hôm nay. Trước kia thông thường một buổi sinh hoạt ngày pháp luật diễn ra theo hình thức người tuyên truyền, người tiếp thu. Nhưng với phương pháp sân khấu hóa như ở Lữ đoàn 25, tính tương tác giữa người tuyên truyền và người nghe được khai thác tốt nhất. Thậm chí người nghe còn tham gia vào quá trình tuyên truyền. Chính vì vậy tạo được không khí sinh hoạt sôi nổi, thoải mái, hiệu quả tuyên truyền cao. Được tham gia sinh hoạt ngày pháp luật hôm nay là một buổi sinh hoạt rất hữu ích đối với tôi. Nhất giúp tôi hiểu được cái quy định của ngày bầu cử 22 tháng 5. Thứ hai là giúp tôi biết được trách nhiệm của bản thân tôi trong khi đi bầu. Hiệu quả ngày pháp luật tháng 4 của Lữ đoàn 25 là điều đã được khẳng định. Để làm được điều đó, đơn vị đã chú trọng đầu tư cả về thời gian, công sức và kinh phí. Thiết nghĩ đó là sự đầu tư cần thiết. Có như vậy, ngày pháp luật mới thực sự là buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa, bổ ích đối với cán bộ chiến sĩ. Trong không khí toàn quân toàn dân ta hân hoan chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang quân khu 7 đang ra sức thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực trên tất cả các mặt công tác. Với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 271, sư đoàn 5 trong những ngày này càng thêm tự hào với thành tích vẻ vang của đơn vị hai lần được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, xứng danh đơn vị chủ lực của miền Đông gian lao mà anh dũng. Thao trường huấn luyện của trung đoàn 271, sư đoàn 5 trong những ngày này càng thêm rộn ràng với cờ băng rôn, khẩu hiệu và trên cả là tinh thần thi đua huấn luyện của bộ đội. Tại bãi tập bắn súng của đơn vị, từng tốp chiến sĩ mới thuộc tiểu đoàn 9 đang ôn luyện bắn súng AK-71, chuẩn bị cho đợt kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới. Nắng thao trường càng về trưa càng nóng rát, thế nhưng không ai nản lòng. Với quyết tâm giành thành tích cao khi bắn đạn thật, khẳng định bản lĩnh của chiến sĩ ở đơn vị anh hùng, nên các tân binh miệt mài luyện tập, thực hiện thuần thục các động tác, kỹ năng của ba tư thế bắn. Ở thao trường chiến thuật của trung đoàn, tiểu đoàn 8 tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ đề mục tiểu đội bộ binh trong chiến đấu phòng ngự. Sau khi nhận nhiệm vụ của người chỉ huy, từng tiểu đội nhanh chóng tổ chức đội hình chiếm lĩnh trận địa phòng ngự, triển khai các vị trí chiến đấu. Với hào khí miền Đông, truyền thống đơn vị hai lần anh hùng đã nhân lên trong mỗi chiến sĩ đơn vị niềm tự hào, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lập thành tích trong huấn luyện. Với cương vị là một tiểu đội trưởng, luôn ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt và trau dồi cũng như là truyền đạt lại cho chiến sĩ của mình cùng với chiến sĩ của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên đã đặt ra. Tự hào với thành tích vẻ vang của đơn vị trong suốt 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 271 hôm nay đang nỗ lực tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đơn vị tập trung huấn luyện sát thực tế, phù hợp với điều kiện tác chiến hiện nay, theo khả năng trang bị vũ khí, kỹ thuật hiện có. Trong năm 2016 này thì trung đoàn nhận cái quân số huấn luyện cao hơn so với những năm trước. Đảng ủy chỉ huy trung đoàn đã xác định rõ nhiệm vụ và đã cụ thể bằng cách là tổ chức biên chế khung cán bộ huấn luyện đảm bảo cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Hệ thống thao trường bãi tập trung đoàn cũng được đầu tư tương đối tốt. Năm nay thì tất cả các đại đội huấn luyện đều có một cái thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh ở cấp đại đội của trung đoàn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn 271 triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đồng thời tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích tạo động lực, xây dựng quyết tâm cho mọi cán bộ chiến sĩ vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, chiến công nối tiếp chiến công, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 271 luôn ý thức rõ vai trò trách nhiệm, đang nỗ lực phấn đấu từng ngày, quyết tâm lập nên thành tích mới trong huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tôi rèn bản lĩnh người chiến sĩ ở trung đoàn anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh đơn vị chủ lực của miền Đông gian lao mà anh dũng.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.